Bạn quay trở lại với channel Trung Liêu. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi một trang CPM mới có tên là MFK CPM. Trang web này thì nó sẽ kết hợp CPM và PTP để các bạn có thể kiếm tiền. Điểm đặc biệt ở đây là bạn có thể dùng tool bot traffic, bot bằng proxy hoặc là SSH đều được. Nếu mà có khả năng dư giả thì bạn có thể dùng cả sốc cũng được nha. Chúng ta sẽ vào phần tài khoản để xem cái chỉ số bên trong này. Đầu tiên là chúng ta sẽ quan tâm đến cái ECPM của nó. ECPM thì ở trên trang này thì sẽ vào khoảng 0,02 đô. Nói chung là nó thuộc dạng cao vào cái thời điểm này. Và thời điểm dịch này thì ECPM 0,02 nó gọi là cao rồi, vì lượng IP cũng không phải là có nhiều lắm. Ở đây một ngày là mình bot với khoảng 3.000 IP SSH với khoảng hơn 1.000 IP proxy. Đó, đấy là những cái IP sống nhé. Còn proxy thì khi mà bạn lấy những cái proxy miễn phí bạn nhét vào thì nếu mà mình tính những cái mà chưa check river ấy, thì có khoảng từ 6.000 IP trở lên. Đó, khi vào cho vào tool chạy thì mình không biết được là cái số lượng IP sống là bao nhiêu, nhưng mà trung bình một ngày nó sẽ bot được lên khoảng 3.000 view. Đó, thì view ở đây chủ yếu của mình là view của proxy. Đó, thì chương trình này chủ yếu phù hợp cho những cái người mà sở hữu nhiều VPS mà hầu như là không VPS không dùng để làm gì thì có thể chơi được, hoặc là cái VPS của bạn nó bạn chỉ cần dùng để treo game thôi chẳng hạn, bạn cũng có thể treo thêm cái toolbot traffic và treo lên trang này thì nó sẽ thêm thu thêm lợi nhuận cho bạn. Đó, còn nếu mà muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì bạn cần phải có nhiều IP hơn. Nhưng mà trong thời gian này thì mình thấy số lượng IP của mình cũng không được nhiều cho lắm. Nếu mà bạn nào có điều kiện để thuê shop hoặc là mua thêm proxy ở bên các trang nước ngoài thì có thể thử. Đối với trang này thì min rút của nó sẽ là 1 đô nhé. Min rút sẽ là 0,99 đô. Rút tiền qua WebMoney, PayPal, LTC hoặc là chuyển khoản ngân hàng, nhưng mà chuyển khoản ngân hàng này mình nghĩ là chỉ chuyển khoản bên nước ngoài thôi, chứ còn chuyển khoản từ Việt Nam mà 1 đô thì chưa thấy bao giờ. Còn bằng chứng thanh toán thì mình cũng có khá nhiều rồi. Bằng chứng thanh toán mình có để trên web ấy, hoặc là bạn có thể xem ở trong cho bạn xem cái mail của mình. Mail nào đây nhỉ? Robert nó là mail. Vào thẳng PayPal nhé, không vào mail. Ờ, 1,4 đô từ ngày 12. Đây là 1 trong 2 này. Mohammed, cứ Mohammed là đúng thằng đấy. Đây, đúng luôn, Robert đây. Đó, chuẩn. Tuy nhiên là mình thấy cái trang web này khi mà mình rút 0,95 đô ấy, nó luôn trả cho mình một khoản tiền dư so với cái số tiền mà mình rút. Cũng không hiểu tại sao rút 0,95 là được 1,04 đô này. Còn có một lần mình rút 2 đô thì nó cho mình 2,4 đô, 2,5 đô, đây này. Đó, rút 2 đô nó cho 2,09 đô. Đó,
chứng tỏ thằng thằng này nó cũng khá là mát tay trong việc thanh toán. Sau đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký nhé. Ở trang này thì khi mà bạn đăng ký sẽ được 0,5 đô miễn phí, và bạn chỉ cần kiếm thêm 0,5 đô nữa là có thể rút được tiền rồi. Đó. Bây giờ đăng ký thử xem còn được tiền không. Việc đăng ký thì các bạn cũng làm như các trang khác thôi nhé. Điền thông tin vào mật khẩu. Không cần phải kích hoạt mail. Đó. Bạn sẽ nhận được luôn 0,5 đô cho mỗi lần đăng ký tài khoản mới. Cái mẹo của mình khi mà chơi trang này đó là bạn sẽ fake IP và tạo thật nhiều tài khoản đấy, để khi nào mà bạn cày một nick lên đến 1 đô thì bạn sẽ rút thẳng về luôn ví PayPal đấy, sau đó thì bạn bỏ nick đấy đi rồi làm tiếp nick khác. Việc sử dụng lại cái tài khoản thanh toán thì mình cũng chưa thử bao giờ nên là cái khoản đấy mình chưa ra đưa ra được ý kiến. Đối với những cái bạn mà muốn dùng website hoặc là muốn dùng blog để chạy CPM ấy thì các bạn sẽ làm như sau này. Vào phần My Site rồi chọn cái blog của bạn vào đây. Đấy, ví dụ như là Doraemon các thứ ấy. Nói cho là bạn điền blog của bạn vào đây nhá. Nhấn vào Add Site này. À, cái này đã add rồi. Từ từ mình lấy một lúc mình đây mình lấy ví dụ cái lúc này nha. À, sai này. Ok. Tiếp theo bạn tiến hành vơ file nó. Chèn đoạn mã này vào trong cái đằng sau thẻ hit. Vào phần chủ đề. Rồi chỉnh sửa cái giao diện ở đâu nhỉ? Đây. Chỉnh sửa HTML. Đó, bạn đánh vào sau thẻ hit có nghĩa là sau cái thẻ này này. Thêm cái dấu gạch chéo vào đằng sau của nó. Lưu lại. Ok. Sau khi dán xong thì bạn nhấn vào vơ file nhá. Rồi ok. Sau khi mà xác nhận xong thì bạn sẽ có cái phần add tag ở đây để nhấn vào. Đấy. Nhấn vào xem này. Ok. Đây là các mã nó cho bạn. Nếu mà những cái code HTML ấy thì bạn sẽ lấy cái phần iframe này để dán vào. Bây giờ sẽ dán vào đâu đây? Cái này chẳng có chỗ nào để cho hiển thị quảng cáo. Chuyên mục cyber. Chuyên mục tiêu đề của tiếng. Chuyên mục. Thêm tiện ích này. Thêm code này. Lưu. Lo lại xem. Đây
Đây chính là cái phần quảng cáo mình vừa thêm này. Đó. Bây giờ chúng ta chạy thử để xem nó lên view nhé. Status. Bây giờ status là đang dừng lại ở ngày 15. Có nghĩa là ngày hôm qua. Hôm nay là mình không chạy nữa, rút tiền xong là mình không chạy nữa. Mình đổi thẳng sang một cái nick khác để chạy. Đó. Nick này mình rút xong rồi nên là mình vứt đi rồi. Và mình sẽ chạy thử cho các bạn xem. NH thì mình đã thêm vào trong cái tool này sẵn rồi nhé. Và mình chỉ cần thay chiến dịch thôi. Có lên nội không? Ở đây thì là đã truy cập được 8 IP, đang đang view là 8 lượt, 9 lượt rồi. Để xem bên network nó có nhận không. Ok, 8, 9 lượt nó nhận một lượt thôi. Đó, lên view rồi nhá. Vậy chứng tỏ là mình làm theo cái cách này là cũng cũng có thể kiếm được tiền. Đó. Nó vẫn nhận. Đấy. Đặc điểm và cái ưu điểm khi mà bạn dùng web ấy, là bạn sẽ có thể chơi được nhiều network cùng một lúc, vì bạn sẽ có thể copy các code của từng network để gắn lên website, và bạn chỉ cần bot traffic vào website thôi, thì đồng thời các web các cái network khác là cũng ghi nhận cái lượt view đấy của bạn, nên là bạn có thể kiếm được nhiều tiền với nhiều site đó. Tuy nhiên là cái tỷ lệ mà nó chấp nhận cái CPM nó sẽ không cao bằng là khi bạn bot trực tiếp vào cái link của website đấy. Đây, ví dụ như là cái dừng lại nhá. Ví dụ như cái này là chạy qua website là khoảng 21 cái thì nó chấp nhận một cái đúng không? Bây giờ mình sẽ thử bot thẳng link. Và đấy là lý thuyết thôi, còn thực tế thì test. Mình toàn chơi chơi thẳng link thôi, mình không chơi qua web nó phức tạp. Và đang được một nhá, vẫn đang được một nhá, xem tiếp nha. Và mình cứ phải đợi đến 21 cái như lúc này để xem nó được bao nhiêu view.
Vớ vẩn chả được như nào. Mười sáu rồi. Tẹt. Ok. Lên 6 cái. Lên 5 cái. Đó. Và ECPM. Chả hiểu tại sao ECPM lại khác nhau. Nói vậy là bạn có thể nhìn thấy được là khi mà bạn bot trực tiếp traffic vào cái link PTP thì cái hiệu quả của nó sẽ cao hơn so với là bạn làm CPM ở trên website. Đó. Chúc các bạn thành công nhé.